Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đang sau vụ cổ phiếu VFS tăng giá điên loạn. Ngày 26 tháng 8, trên trang cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có hai bài bình luận về cổ phiếu của VNG và VFS trên thị trường chứng khoán Mỹ những ngày qua. Theo tác giả, giá cổ phiếu VFS lên gần 70 đô la, tăng điên loạn, nhưng nó không đáng để bàn luận cái giá đó không có ý nghĩa về mặt tài chính. VinFast cũng chẳng lấy được tiền ra để sản xuất, kinh doanh. Vì lượng giao dịch đang quá ít, chỉ 1% và không phải cổ phiếu của VinFast. Hình ảnh một status của Dương Quốc Chính. Được biết giá cổ phiếu VFS đã tăng liên tục trong năm phiên, đạt đỉnh trong ngày 26 tháng 8 là 73 USD một cổ phiếu, nâng vốn hóa thị trường của VinFast lên gần 170 tỷ USD tác giả cho rằng khi nào đa số cổ phiếu được giao dịch tự do thì giá cổ phiếu sẽ tự quay về giá trị thực lúc đó hãy bàn luận và tiền từ đó thì mới thực là vốn cho vinfast số lượng giao dịch nhiều thì mới có nhiều giao dịch bán khống short sale giá cổ phiếu sẽ không thể cương cứng mãi như vậy tác giả nhận xét giá trị cổ phiếu bây giờ chỉ có giá trị thủ dâm tinh thần về mức độ vốn hóa và giá trị tài sản trên internet của phạm nhật vượng ngoài giá trị lùa gà ra thì không có ý nghĩa khác tác giả bình luận bây giờ không ai biết chắc được giá cổ phiếu tăng là do ai thổi hoặc do ai chủ mưu chỉ có thể suy diễn từ động cơ mà thôi với số lượng cổ phiếu giao dịch rất ít thì hoàn toàn có thể thổi giá được mình dự là nhà đầu tư thiện lành bây giờ cũng chả quan tâm tới số cổ phiếu VFS làm gì. Họ mặc kệ cho anh em nhà kia tung hứng với nhau và chờ thời điểm số lượng cổ phiếu được bán ra thật nhiều lúc đó mới hạ thủ. Bây giờ, người ngoài lao vào là sẽ rất dễ tội. Đồng quan điểm với tác giả Nick Hưng Phan nhận xét, tài sản thực của VinFast chỉ khoảng 6 tỷ USD. Hưng Phan đặt vấn đề, nếu giá VFS vượt quá 100 USD, chắc chắn Ủy ban Chứng khoán Mỹ sẽ điều tra vì đó là lừa đảo chắc chắn. Tác giả so sánh giữa VNG và VinFast cho rằng cũng là công ty do người Việt sáng lập và có nhiều yếu tố Trung Quốc. Tác giả thấy VNG lại ngon hơn VinFast, dù nghe nói về vốn thì Trung Quốc và Singapore chiếm cổ phần chi phối, nhưng quyền biểu quyết thì người Việt vẫn chi phối VNG. Hình ảnh giá cổ phiếu VFS của VinFast tăng điên loạn. Được biết, công ty cổ phần VNG, tiền thân là Vinagame, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. VNG được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 tại Việt Nam. VNG được biết đến với tư cách là bên phát hành các trò chơi điện tử, sau này phát triển các dịch vụ mang thương hiệu Zing và Zalo. Năm 2019, VNG là doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên được định giá trên 1 tỷ USD. Ngày 24 tháng 8, VNG đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ để đăng ký IPO trên sàn Nasdaq. Tác giả Dương Quốc Chính đánh giá VNG ngon hơn VinFast vì dù sao họ làm thật, ăn thật và đã có thị phần rất khủng ở Việt Nam. Hầu như người Việt nào có smartphone đều dùng Zalo, trong lúc game thủ đều chơi game của VNG. Zalo cũng đang có xu hướng thành mạng xã hội mà không hề được bơm thổi gáy to như mấy mạng xã hội ôm ao, xong bị xịt. Tức là VNG có nền tảng công nghệ khá là ổn rồi. Vẫn theo tác giả VNG sắp lên sàn Nasdaq, nhưng dường như có rất ít người Việt quan tâm như khi VinFast lên sàn. Cũng không thấy ai tung hô ủng hộ VNG. Điều đó cho thấy tính bày đàn của đám đông do bị ảnh hưởng bởi truyền thông của doanh nghiệp, chứ không hẳn là đánh giá thực lực doanh nghiệp. Tác giả kết luận, nói gì thì nói VNG cũng xứng đáng được người Việt tự hào hơn là VinFast. Dù quy mô vốn nhỏ hơn nhiều, nhưng họ minh bạch, có bề dày kinh nghiệm từ năm 2004 và có thực lực hơn VinFast. VNG bị cái tiếng là cổ phần chi phối của Trung Quốc, nhưng giá trị chất xám lại là của người Việt. Còn VinFast có tiếng là cổ phần chi phối của người Việt, nhưng chất xám phần nhiều lại của Trung Quốc, trong lúc công ty thì của Singapore. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin đằng sau vụ cổ phiếu VFS tăng giá điên loạn. Liệu Việt Nam có dám tham gia liên minh chống Trung Quốc? Ngày 26 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đào Tăng Dực có bài Đảng Cộng sản Việt Nam còn chốt hàng trong bàn cờ chế ngự báo quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Luật sư cho biết ngày 18 tháng 8 một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa ba nguyên thủ quốc gia tại Camp David, nơi nghỉ mát truyền thống của các tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio và Tổng thống Nam Hàn Sun Yuxion đã dự thượng đỉnh này. Hình ảnh status trên trang cá nhân của luật sư Đào Tăng Dược. Kết quả là một kết hợp tay ba trên nền tảng một số nguyên tắc gọi chung là những nguyên tắc Cam David bao gồm nhiều vấn đề từ quốc tế, công pháp, nhân quyền, phụ nữ quyền đến thay đổi khí hậu. Trong số đó, theo luật sư, các nguyên tắc sau đây có tính chiến lược tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và biển Đông khi cả ba quốc gia cùng chủ trương. Thứ nhất, một khu vực ấn độ thái bình dương đặt nền tảng trên quốc tế công pháp và những bản giá trị chung chống lại tất cả mọi tác động thay đổi hiện trạng bằng bạo lực hay sự cưỡng ép thứ hai ủng hộ và hợp tác với các quốc gia thuộc khối asean trong khu vực ấn độ thái bình dương thứ ba hợp tác chặt chẽ với các đảo quốc tại thái bình dương và diễn đàn các đảo thái bình dương trên nền tảng tương kính Thứ tư, quyết tâm phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên và ủng hộ một bán đảo thống nhất, tự do và hòa bình. Thứ năm, bất cứ tranh chấp nào giữa Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan đều phải giải quyết trong tinh thần bất bạo động. Luật sư bình luận trên bề mặt sự liên minh giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn là nhằm đối phó với sự hung hăng của Bắc Triều Tiên. Nhưng trên thực tế, sự tái võ trang của Nhật Bản, sự tăng cường quốc phòng của Nam Hàn và sự xoay trục sàn Á Châu của Hoa Kỳ là nhằm vào chính Trung Quốc. Luật sư cho rằng, tuy chỉ là một bản công bố nguyên tắc chung giữa ba cường quốc hàng đầu về kinh tế và quân sự, nhưng trong bản chất thì lại bao gồm một quốc gia thứ tư, đó là đảo quốc Đài Loan. Khi bao gồm Đài Loan thì cánh cửa ra Thái Bình Dương của Trung Quốc hầu như bị khống chế 90%. Hậu quả là Trung Quốc bị bao vây chiến lược, không còn đường thông qua Thái Bình Dương, nếu tình trạng chiến tranh xảy ra hy vọng còn lại duy nhất của trung quốc là từ đảo hải nam đi xuống biển đông nhưng cũng không dễ gì thoát ra được ấn độ dương hình ảnh thông tin về việc tổng thống joe biden sắp thăm việt nam nếu việt nam đứng về phía hoa kỳ nhật bản nam hàn và đài loan thì trong tình trạng chiến tranh trung quốc hầu như bị bao vây toàn vẹn cùng lúc đó luật sư cho hay theo một hãng tin quốc tế tổng thống joe biden khi thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 9 tới sẽ ký một hiệp ước hợp tác chiến lược, nâng cấp quan hệ ngoại giao, xây dựng kỹ nghệ cấp cao, kỹ nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác quân sự và mua vũ khí của Hoa Kỳ. Tuy nhiên vẫn theo luật sư, Việt Nam lại câm như hến về hiệp ước này. Luật sư đưa ra một số lý do. Có thể lãnh đạo của họ đang âm thầm giải thích hoặc lạy lục quan thầy tại Bắc Kinh hoặc có thể vào giờ phút chót dưới áp lực của bắc kinh họ sẽ không xúc tiến hiệp ước với hoa kỳ hoặc có thể tầm mức hợp tác sẽ hạ cấp để làm vừa lòng đàn anh bắc kinh luật sư tiếp tục bình luận ngay cả trong trường hợp hiệp ước này xúc tiến thì sự đóng góp của việt nam sẽ không đáng kể một là vì phe thân trung quốc còn rất mạnh hai là vì sau khi đánh mất nhiều cơ hội canh tân và dân chủ hóa đất nước từ sau năm 1975 và sau khi Liên Xô sụp đổ thập niên 90, cả kinh tế và khả năng quân sự của Việt Nam tụt hậu thê thảm. Bất hạnh thay cho tổ quốc đến nay chưa hề có chỉ dẫn nào cho thấy đảng quyết định trở về với dân tộc, thôi thần phục quan thầy Bắc Kinh, buông bỏ sách lược thà mất nước còn hơn mất đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin liệu Việt Nam có dám tham gia liên minh chống Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.